Chào mừng các bạn đến với kênh nhật ký côn trùng, nơi mình chia sẻ những câu chuyện thú vị và bổ ích về thế giới tự nhiên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vòng đời của ong mật, một loài côn trùng có giá trị kinh tế cao trong chăn nuôi để lấy mật. Ong mật là gì? Chúng có những giai đoạn phát triển như thế nào? Hãy cùng theo dõi video để biết thêm chi tiết nhé. Ong mật là gì? Ong mật là một loài côn trùng thuộc họ ong Apis, cùng với ong bắp cày, ong nghệ và ong hoa. Ong mật có thân hình tròn, lông mịn màu vàng đen xen kẽ. Chúng có hai cặp cánh, sáu chân, hai dâu và một vòi hút. Ong mật có thể phát ra tiếng kêu bằng cách rung cơ bụng. Ong mật có ba loại, ong chúa, ong thợ và ong đực. Ong chúa là con cái duy nhất có khả năng sinh sản, ong thợ là con cái không sinh sản và phụ trách công việc trong tổ, ong đực là con đực chỉ có nhiệm vụ giao phối với ong chúa. Vòng đời của ong mật gồm 4 giai đoạn, trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành. Thời gian phát triển của mỗi giai đoạn và mỗi loại ong khác nhau, giai đoạn trứng. Ong chúa sẽ giao phối với nhiều ong đực trong suốt cuộc đời của mình. Sau khi giao phối, ong chúa sẽ lưu giữ tinh trùng của ong đực trong một túi gọi là sperma thế ca. Ong chúa sẽ đẻ trứng vào các lỗ tổ trong tổ ong. Mỗi ngày, ong chúa có thể đẻ từ 1.000 đến 2.000 quả trứng. Ong chúa có thể quyết định đẻ trứng thụ tinh hay không thụ tinh. Trứng thụ tinh sẽ nở thành ong thợ hoặc ong chúa, trứng không thụ tinh sẽ nở thành ong đực. Trứng của ong mật sẽ nở sau 3 ngày. Giai đoạn ấu trùng khi nở ra, ấu trùng của ong mật có hình dạng giống sâu, không có chân, cánh hay dầu. Chúng chỉ biết ăn và ngủ. Ấu trùng sẽ được ong thợ cho ăn bằng mật hoa và phấn hoa. Tùy theo loại ong, ấu trùng sẽ được cho ăn khác nhau. Ấu trùng của ong chúa sẽ được cho ăn một loại thức ăn đặc biệt gọi là Royal Jelly sữa ong chúa suốt quá trình phát triển. Ấu trùng của ong thợ sẽ được cho ăn Royal Jelly trong 3 ngày đầu tiên, sau đó được cho ăn mật hoa và phấn hoa. Ấu trùng của ong được sẽ chỉ được cho ăn mật hoa và phấn hoa. Thời gian để ấu trùng phát triển thành nhộng khác nhau tùy theo loại ong. Ấu trùng của ong chúa sẽ phát triển thành nhộng sau khoảng 5,5 ngày, ấu trùng của ong thợ sẽ phát triển thành nhộng sau khoảng 6 ngày, ấu trùng của ong đực sẽ phát triển thành nhộng sau khoảng 6,5 ngày. Giai đoạn nhộng khi phát triển thành nhộng, ấu trùng của ong mật sẽ bị ong thợ đóng nắp lỗ tổ lại bằng sáp. Trong giai đoạn này, nhộng sẽ không ăn uống gì mà chỉ dùng năng lượng tích trữ để biến đổi cơ thể nhộng sẽ phát triển các bộ phận như chân, cánh, dâu, vòi hút và đuôi. Thời gian để nhộng phát triển thành ong trưởng thành cũng khác nhau tùy theo loại ong. Nhộng của ong chúa sẽ phát triển thành ong trưởng thành sau khoảng 7,5 ngày. Nhộng của ong thợ sẽ phát triển thành ong trưởng thành sau khoảng 12 ngày. Nhộng của ong đực sẽ phát triển thành ong trưởng thành sau khoảng 14,5 ngày. Giai đoạn trưởng thành sau khi phát triển xong, nhộng sẽ cắn nắp lỗ tổ và chui ra ngoài. Lúc này, chúng đã là ong trưởng thành có đầy đủ các bộ phận và khả năng bay ong trưởng thành sẽ có các công việc khác nhau tùy theo loại và tuổi. Ong chúa sẽ là người duy nhất sinh sản trong tổ ong. Ong chúa sẽ giao phối với nhiều ong được trong suốt cuộc đời của mình. Sau khi giao phối, ong chúa sẽ lưu giữ tinh trùng của ong được trong một túi gọi là sperma thế ca. Ong chúa sẽ đẻ trứng vào các lỗ tổ trong tổ ong. Mỗi ngày, ong chúa có thể đẻ từ 1.000 đến 2.000 quả trứng. Ong chúa có thể quyết định đẻ trứng thụ tinh hay không thụ tinh. Trứng thụ tinh sẽ nở thành ong thợ hoặc ong chúa. Chứng không thụ tinh sẽ nở thành ong đực Ong chúa có thể sống từ 2 đến 5 năm Ong thợ sẽ là người phụ trách công việc trong tổ và ngoài tổ Ong thợ có nhiều vai trò khác nhau tùy theo tuổi Khi mới ra đời, ong thợ sẽ làm việc trong tổ Như cho ăn ấu trùng, dọn dẹp lỗ tổ, sản xuất sáp và royal jelly sữa ong chúa Bảo vệ cửa tổ và thông gió cho tổ Khi được khoảng 2 tuần tuổi, ong thợ sẽ ra ngoài tổ để làm việc ngoài tổ Như kiếm mật hoa và phấn hoa từ các loài hoa mang về tổ và chuyển giao cho các ong thợ khác, giúp các ong thợ khác quay mật và lưu trữ trong lỗ tổ, bay ra ngoài để đi tiểu và phân. Ong thợ cũng có thể giao tiếp với nhau bằng cách dung cơ bụng để tạo ra tiếng kêu hoặc bằng cách bay theo hình vòng cung hoặc hình số 8 để chỉ ra vị trí của nguồn thức ăn. Ong thợ có thể sống từ 4 đến 6 tuần vào mùa hoa nở và từ 4 đến 6 tháng vào mùa đông. Ong đực sẽ là người chỉ có nhiệm vụ giao phối với ong chúa. Ong đực không có vòi hút, không có đuôi và không có khả năng làm việc trong tổ hay kiếm thức ăn. Ong đực sẽ được ong thợ cho ăn trong tổ. Khi trưởng thành, ong đực sẽ bay ra ngoài tổ để tìm kiếm ong chúa mới nở. Ong đực sẽ giao phối với ong chúa trong không khí. Sau khi giao phối, ong đực sẽ chết do bộ phận sinh dục bị rách khỏi cơ thể. Ong đực có thể sống từ 40 đến 50 ngày. Nuôi ong mật là một nghề mang lại nhiều lợi ích cho con người, như cung cấp mật ong, sáp ong, sữa ong chúa, keo ong và nọc ong. Ngoài ra, nuôi ong mật còn giúp thụ phấn cho các loài hoa và tăng năng suất cây trồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hy vọng các bạn đã hiểu hơn về vòng đời của ong mật. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, hãy like, share và subscribe kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Tạm biệt và chúc các bạn một ngày vui vẻ.